Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học Công nghệ do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Sở Khoa học Công nghệ phối hợp thực hiện. Trong số này có những nội dung chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị chính thức phê duyệt 36 đề tài dự án khoa học công nghệ triển khai trong năm 2015. Kiểm tra công tác quản lý khai thác nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục bàn giao các ký ốt thông tin cho các xã dự án. Sau phần tin là phóng sự về quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đưa giống ngô mới năng suất cao GK9901 và GK9955 vào trồng tại các xã miền núi huyện Võ Nhai qua dự án trồng thâm canh ngô giống. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị do đồng chí Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, chính thức phê duyệt 36 đề tài dự án khoa học công nghệ triển khai trong năm 2015 do Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên đề trình. Theo quyết định phê duyệt, trong năm 2015 sẽ có 11 đề án được tiếp tục triển khai trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Các dự án tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi gia cầm đặc sản, cải tạo các giống chè trung du năng suất thấp sang giống mới cho hiệu quả cao. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có 7 đề tài về đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Cũng trong năm 2015, nhiều đề tài trên các lĩnh vực công nghiệp, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được triển khai nhằm tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, đồng đều trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, trong tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều đơn vị chủ sở hữu đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ quản lý nhãn hiệu tập thể như Trạm Khuyến Nông huyện Định Hóa, chủ sở hữu nhãn hiệu gạo bao thai Định Hóa, Hợp tác xã làng nghề chè Vô Chanh, chủ sở hữu nhãn hiệu chè Vô Chanh. Các chủ sở hữu này đã ban hành được quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, thành lập được ban quản lý nhãn hiệu tập thể, cấp độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho các tổ chức cá nhân theo quy trình, tổ chức được các hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, quảng bá đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy một số chủ sở hữu nhãn hiệu và các cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nên hoạt động quản lý còn thiếu tính chuyên nghiệp. Hệ thống các văn bản phục vụ công tác quản lý nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý chưa được xây dựng đầy đủ và hoàn thiện nên việc tiến hành các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều lúng túng và chưa hiệu quả. Cần được chấn chỉnh, kiện toàn hệ thống quản lý để phát huy các nhãn hiệu tập thể trong sản xuất kinh doanh. Vừa qua, Trung tâm Thông tin Công nghệ Thái Nguyên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục bàn giao 10 ký ốt tra cứu thông tin cùng 10 bộ máy tính cho các xã thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình phát triển hạ tầng, cung cấp, phổ biến, tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ tại tuyến xã tỉnh Thái Nguyên. Ký ốt tra cứu thông tin hiện nay rất phổ biến trong ứng dụng tra cứu thông tin ở nhiều lĩnh vực, với màn hình cảm ứng, có kết nối Internet, có phần mềm quản lý tra cứu thông tin. Việc đưa ký ốt tra cứu thông tin, khoa học và công nghệ vào khai thác sẽ giúp người dân tiếp cận được với các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, công nghệ sinh học, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phục vụ cho việc phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin Công nghệ Thái Nguyên sẽ kết hợp cùng các xã trong dự án sẽ tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ và người dân địa phương cách sử dụng và khai thác thông tin tại ký ốt tra cứu thông tin khoa học công nghệ một cách hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, dự án trồng thâm canh ngô giống được triển khai tại hai xã miền núi Dân Tiến và Tràng Xá đã cho kết quả tốt. Giống mới được đưa vào trồng có khả năng chịu hạn, chịu úng và thích nghi tốt với điều kiện của địa phương cho năng suất cao hơn với các giống đã được trồng trước đây, mở ra hướng chuyển dịch cây trồng mới trên địa bàn. Thực hiện đề án hướng về nông thôn, giúp các xã đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tiếp tục phối hợp với huyện Võ Nhai triển khai chương trình đưa cây ngô lai về trồng tại hai xã Dân Tiến và Tràng Xá. Dự án trồng ngô lai mới DK9901 và 9955 đã thu được kết quả khả quan, giúp cho nhiều hộ nông dân tăng năng suất cây trồng, chủ động được nguồn giống chất lượng cao cho các năm tiếp theo. Đối với các xã miền núi trên địa bàn huyện Võ Nhai, cây ngô lai chiếm một vị trí quan trọng, đứng thứ hai sau cây lúa. Các giống ngô lai mới như DK9901 và DK9955 đã giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn xóa đói giảm nghèo.
từ năm 2012, với nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên, Trạm Khuyến Nông huyện Võ Nhai đã xây dựng dự án phát triển diện tích cây ngô lai. Dự án bước đầu được triển khai tại hai xã Dân Tiến và Tràng Xá, cho thấy giống ngô lai mới có nhiều điểm thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, canh tác tại địa phương. Mục tiêu của dự án này là nhằm, thứ nhất là xây dựng được một cái mô hình để tạo cái cơ sở để cho nhân dân trong huyện có thể học tập và triển khai thực hiện thắng lợi cái giống ngô mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Cái thứ hai nữa là thông qua cái dự án sẽ góp phần đào tạo và nâng cao nhận thức cho nông dân trên địa bàn huyện để có thể tiếp cận được với việc triển khai thực hiện các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Và sau khi kết thúc dự án thì đây sẽ được triển khai trở thành một cái mô hình sản xuất hàng hóa, góp phần thay đổi cái cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai giống mới, bà con nông dân tại hai xã Dân Tiến và Tràng Xá được hỗ trợ 60% giống và 40% chi phí cho các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các hộ nông dân tham gia chương trình đưa giống mới vào trồng được tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cho diện tích ngô của dự án phát triển tốt. Qua quá trình đưa vào trồng tại các xã trên cho thấy, giống ngô lai đã phát huy được những đặc điểm ưu việt của giống mới. Cây ngô lai có khả năng thích ứng rộng, có khả năng chịu được hạn, sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ổn định và cho năng suất cao. Cô thấy là nó có ưu điểm là mầm nó khỏe, nó phát triển tốt lúc ban đầu, có nghĩa là dòng xuống so với các ngô của họ, dòng ngô khác thì là nó không được đạt như của cô, nhưng của cô lên nó cứ lên phân phất rất là đẹp. Thế cái thứ hai nữa là nó cũng chịu được rét vì năm nay là thời tiết nó kéo dài. Cái lúc mà nó bắt đầu chuẩn bị rỗ cờ nha thì nó vẫn còn rét. Cô bảo bây giờ mà vẫn còn phải đắp chắn bông này là ngô năm nay chắc kém chất lượng rồi. Thế cô cũng cứ lo, ngày nào cô cũng ra thăm ngô mà. Thế đến lúc nó rỗ cờ thì cô thấy cờ bé quá, cô cũng lo, cô cũng hỏi khuyến nông em là có biện pháp gì không. Thế khuyến nông bảo là cứ yên tâm, nếu mà nó rỗ đồng loạt thì không sao. Thế nhưng mà thế cô cũng cứ yên tâm. Thế đến lúc mà bắt đầu nó đóng bắp vào mà được nướng ấy, dân cứ gọi là được nướng, nó có hạt ấy, thì là cô cũng ra xem thì kiểm tra là nó cũng đạt được khoảng độ 90% đấy. Ví dụ nếu mà thời tiết nó không như thế thì nó phải đạt 100%. Ngay từ vụ đầu tiên trồng giống ngô lai mới DK9901 và DK9955, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng bà con nông dân đã thấy được hiệu quả của giống mới. Năng suất bình quân của diện tích 30 hectare trồng giống mới đạt trên 60 tạ trên 1 hectare, có điểm đạt gần 70 tạ trên 1 hectare, vượt xa so với năng suất của giống cũ như CP888 và CP999, đạt khoảng 45 tạ trên 1 hectare. Cho đến nay thì bà con đã bắt đầu được thu hoạch cái ngô DK 2 giống ngô. Thế thì để mà đánh giá thì năm nay là cái thời tiết của huyện Võ Nhai cũng như là chung của cả nước thì rất là khắc nghiệt. Đầu vụ mưa kéo dài, hầu như là khoảng độ trên 70 ngày là không có mưa. Thế nhưng mà cây ngô này vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Và sau thời gian hết mưa thì lại nắng rất là gay gắt. Hiện trong cái giai đoạn mà chỗ cờ thì có cái hiện tượng cờ ngô rất là nhỏ. Thế nhưng mà cho đến bây giờ là đánh giá là năng suất của cái ngô đạt năng suất rất là cao. Và bà con nông dân cũng rất là tin tưởng và phấn khởi. Với kết quả thành công bước đầu của dự án trồng ngô lai, người nông dân hai xã Dân Tiến và Tràng Xá, huyện Võ Nhai đã phấn khởi khi thấy thành quả của giống mới. Từ trước đến nay, chưa khi nào nông dân lại thu được năng suất ngô cao như giống ngô lai mới trên cùng một diện tích canh tác. Có thể thấy, dự án mới đã được bà con nông dân đón nhận. Giống ngô lai mới đánh dấu sự chuyển đổi cây trồng, mang lại hiệu quả cao. Dự án tiếp tục được nhân rộng và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho người dân. Chuyên mục khoa học công nghệ kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.